Mẹ con là Phật tử thuần thành đã mất gần một năm, cha con tuy tin Phật Pháp nhưng ít khi làm lợi lạc cho chúng sanh, gây oan trái là nhiều. Con cố giải thích cho cha nhiều lần nhưng cha vẫn muốn làm điều mình thích thôi. Trước giờ con đi làm phước hồi hướng lại sám hối giúp cha mẹ. Nhưng sau khi nghe sư Hạnh Tuệ giải thích là chỉ hồi hướng được cho một loài ngạ quỷ. Nếu con làm phước mà cha không hoan hỷ thì cha cũng không được phước. Con gửi tiền nhưng cha không làm phước đâu. Vậy có cách nào để con báo hiếu cha mẹ không? Chúng ta không chỉ có một cha mẹ ở đời này mà chúng ta còn có cha mẹ ở vô số kiếp trước nữa. Cho nên nếu như quý vị làm phước hồi hướng mà cha mẹ ở đời này không hưởng được thì cũng có những cha mẹ ở đời trước hưởng được quả báo đó. Ví dụ như có một vị sa di đó, sau khi tụng kinh xong thì vị sa di này hồi hướng cái phước này đến cho mẹ của tôi. Vị đó chỉ nói đơn giản thôi, hồi hướng cái phước này đến cho mẹ của tôi. Mà ở Phật giáo, ở Ấn Độ thời đó thì người ta không có sự phân biệt đó là người mẹ hiện tại của tôi và người mẹ ở kiếp trước. Trong cái câu nói đó không có sự phân biệt như vậy, mà vị sa di chỉ nói đơn giản là cái phước này hồi hướng cho thuộc về mẹ của tôi. Thì người mẹ hiện tại đó không biết cho nên không có nhận được cái phước hồi hướng đó. Nhưng mà người mẹ làm dạ xoa, người mẹ ở kiếp quá khứ làm một cái con dạ xoa ở gần đó thì hoan hỷ, thành ra là nhận được cái phước hồi hướng đó của cái vị sa di này. Thành thử là mình không có đặt nặng vấn đề là cái người mẹ này nhận được rồi, chỉ người mẹ này thôi thì không có nên, bởi vì chúng ta còn rất nhiều người mẹ. Cha cũng vậy. Còn nếu như mà quý vị lo lắng cho người cha còn sống, còn hiện tại như vậy, mà nghĩ là bây giờ cha mình cần phải làm cái gì để được phước, thì xin nhắc cho quý vị nhớ, mẹ của Ngài Xá Lợi Phất, như là bà Sa Ri đó, từ khi Ngài xuất gia cho đến khi Ngài gần viên tịch, Ngài không có về. Hỏi Ngài có thương mẹ không? Đương nhiên, trí tuệ một vị A-la-hán làm sao Ngài có thể không thương mẹ của mình được, Ngài thương tất cả chúng sanh. Nhưng mà thời cơ chưa có tới. Và Ngài phải chờ cho đến cái ngày cuối cùng, Ngài chuẩn bị viên tịch rồi, thì Ngài mới thấy là đây là cơ duyên để độ thân mẫu của Ngài. Thành ra Ngài mới trở về ngôi nhà để Ngài độ bà. Và xin thưa là bảy anh chị em, thì cũng chỉ có mỗi một ngày Xá Lợi Phất là có cơ duyên vào đúng ngày hôm đó thôi. Còn những vị khác, cuối cùng cũng không có cái cơ duyên để độ. Thành ra thứ nhất là mình cần đúng người. Thứ hai là cần đúng thời điểm. Thứ ba là mình cần đúng phương cách. Chứ không phải mình nói độ là nó dễ đâu. Cho nên cái chuyện mà quý vị khó độ nó không phải là cái chuyện lạ. Mà nếu như nó dễ thì cái chuyện báo hiếu của mình nó quá đơn giản rồi. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói là cái người mà đối với cha mẹ chưa có chánh kiến giúp cha mẹ có chánh kiến, chưa có niềm tin giúp cha mẹ có niềm tin, chưa có sự hào sảng giúp cha mẹ có sự hào sảng, chưa có giới hạnh giúp cha mẹ có giới hạnh, người đó là đã đủ báo hiếu cho cha mẹ rồi. Còn cái chuyện có cõng một vai cõng cha, một vai cõng mẹ đi khắp quả địa cầu, cha mẹ có tiêu tiểu thì vẫn trên người đó thì vẫn vui vẻ để phục vụ, như vậy vẫn chưa có đủ. Quý vị nghĩ coi, Đức Thế Tôn so sánh hình ảnh như vậy thì có nghĩa là cái chuyện mình báo hiếu bằng cách giúp cho cha mẹ mình thay đổi cách sống, thay đổi nhận thức, nó không dễ. Thành ra là sư đề nghị như thế này. Một, quý vị ráng tu đi. Cỡ tới ngày Xá Lợi Phất, tới ngày gần Niết Bàn rồi Ngài mới độ được mẹ của Ngài. Cho nên á, mình đừng có đặt quá nhiều kỳ vọng vào cái sức phàm của mình mà có thể thay đổi được người cha mẹ trong kiếp hiện tại đâu. Ráng nỗ lực. Khi nào á, mình chứng đắc được đạo quả, mình sẽ có rất nhiều cách. Cái thứ hai là học cái cách
của ngài, của ông gì ta, ông cấp cô độc à. hoặc là cấp của một cái vị nào đó thời hiện tại, đó là gì? Thuê. Thuê thì Thực thôi bây thực thực giờ thực nó dạ nói hết. thí dụ nha, vô quý vị vô gặp riêng vị trụ trì đó, nói nhỏ là tình con như vậy đó, cho nên con xin mượn cái danh nghĩa của chùa để con thuê ba của con vô chùa làm công quả. Thì như vậy đó, ông ba mình á, ổng sẽ có một cái việc, ví dụ như chùa thuê vô chùa làm công quả, rồi tháng vậy đó gửi bao nhiêu tiền nha. Thì như vậy ông cha mình ổng sẽ không có nghĩ là cái đó là tiền của mình đâu. Đấy. Thì nhờ như vậy đó, mình sẽ tạo cơ hội cho cha của mình vào chùa làm công quả, rồi học pháp, nghe pháp. Nhưng mà nhớ nha, lựa cái nơi cho nó đàng hoàng nha, chứ còn lựa cái nơi mà họ chỉ là cái gọi là cái tiệm tạp hóa tôn giáo đó, thì vô chổng là coi chừng là cha của mình, một là sa đọa theo, hai là mất niềm tin nơi Tam Bảo, thì cái đó là cái lỗi của mình nữa nha. Chưa? Con nhiều sư hình tệ nó hết rồi. Thì tôi nói nhiều rồi. Làm gì nên làm gì để nuôi cha mẹ. Thì tôi trả lời nhiều rồi nha. Làm thinh nha. Làm thinh. Cái cách nghĩ của bạn này á, là nó phải là thiểu số như cả sư sư muốn độ vô được. Nhưng mà vấn đề á, đây á là mình độ không được, là tại vì nhân viên nó không có khả năng, nó không tới. À, ngồi đây thuyết pháp có thể lên mạng thuyết pháp chứ về độ không được. Không phải riêng quý vị nghĩ cái chuyện mà mình nghĩ đó hả, mình nghĩ mình độ cha mẹ đó là giống như một cái người mà bị cụt chân chống cây gậy mà đi dắt theo cái người bị cụt hai cái giò luôn á. Mình nói này không phải khinh thường quý vị, nhưng mà quý vị nhìn lại bản thân mình trong đạo mình đã là cái gì và mình làm được cái gì chưa. Lâu lâu mình thì cũng mình tức là mình coi lại, mình coi lại theo giáo pháp mình là một người Phật tử thần thành hay chưa, hay là mình chuẩn bị chụp ba dược trong đạo rồi mình đi hốt, mình đầu hốt ông già mình để như mình, thì làm ơn mình gắn mình tu theo kiểu của mình đi, để sao cho là mình phát triển thành một vị Phật tử chánh đúng nghĩa trong Phật pháp, rồi lúc đó mình tính tới chuyện khác. Chứ mình đang cụt cái chân trong đạo, giống như mình đang cụt cái chân rồi mình đang dắt theo ông già mình là cụt hai giò đi xe lăn, mình hai người đủ dắt nhau nha, là ông kia ông níu mình lại. Nó không nên. Cái chuyện mà mình tất nhiên ai cũng có cái ý nghĩ muốn độ cha mình, ví dụ như bây giờ mình là cái người lâu lâu cũng vô chùa làm phước, là cái mà ông già mình không làm phước thì mình muốn ông già mình cũng như mình là lâu lâu ông cũng đi làm phước. Thì thí dụ như vậy thì một cái người bạn bè mình nó là Phật tử thượng thành rồi, nó hành đúng pháp rồi, hàng ngày nó giữ năm giới đúng, nó xin nó vân vân hành thiền, thì bạn mình lại muốn độ mình, bạn mình nó kêu mình là mày phải như tao nè, thì mình đâu có nghe nổi, mình đâu có làm nổi đâu. Thì ba mình cũng vậy, hiện tại mình là hai điểm, ba mình thậm chí âm một âm hai không điểm, mình muốn ba mình hai điểm như mình, nhưng mà thật ra không làm không nổi, không làm không nổi. Còn cái chuyện thứ hai á là gì, cái cách mình độ gia đình á, duy nhất là mình tu của mình, làm ơn thay đổi bản thân mình, tự dưng cái niềm tin đối với tăng, đối với pháp, đối với Phật của gia đình mình nó tăng lên, người ta sẽ thấy. Chứ còn mà mình đi chùa mình làm phước cho nhiều vô rồi mình về mình cứ cũng sân bực mình với người nhà, mình không có thay đổi, không ai rõ mình nhất bằng người nhà nha, mình chỉ mắt mang chút họ biết mình có đổi hay không. Đổi nó có hai cách, là mình đổi vượt bậc, tức là mình tu, mình tu một thời gian mình nó thay đổi tính tình, nó hiền, nó ấy, nó không có xung máu gì đó. Cái hai là do cái tuổi mình tự nhiên nó lớn, nó trưởng thành, thì mẹ hay cha mình họ liếc cái là họ biết mình tới đâu. Chính vậy mình tu để mà mình thay đổi cái bản thân.
thì tự động họ sẽ có nhìn nhận lại về chùa chiền, họ kính trọng về các vị sư mà mình sư phụ mình đó, sẽ kính trọng pháp hơn, họ sẽ kính trọng đức Phật mà mình theo. Còn mà mình cứ xúi ổng đi bố thí nó vô ích, tại vì ổng làm bằng cái tâm thiện mà vô trợ nó cũng chả lớn nhiều, có không 10. quý vị biết đức ngay cái đức Phật mà ngài độ ông vua Tịnh Phạn đó là cũng mấy hai lần, lần đầu rất từ quần cho tới 7 ngày trước khi ông vua Tịnh Phạn mất á, hữu thọ còn 7 ngày đó, ngài thuyết pháp chọn 7 ngày để ông vua Tịnh Phạn đắc a la hán sau đó niết bàn luôn. Nó không phải dễ, khi mà người ta đã không có niềm tin vào tam bảo vì nó cách mấy cũng như không, khi mà người ta có niềm tin rồi mới nói chuyện được. Cái vấn đề của mình đây là mình muốn cha mình nghe mình, ta đi vô chùa cúng dường đi, thì mình phải làm cho ông có niềm tin với tam bảo ông mới đi, còn với ông không có đi đâu, không có niềm tin tam bảo làm sao làm, ta coi giống như cúng dường cho mấy ông sư giống do mài vậy sao được. Thì còn để mà gia đình mình á, cha mình á có niềm tin tam bảo là do mình, tại vì cái pháp môn mình tu, cái chùa mình theo, ông sư phụ mình theo, ông dạy mình cái gì mà về nhà mình cũng sân đùng đùng, mày tu cái gì tao đâu thấy đâu, cho nên mình tu làm sao mình thay đổi, mình hiền hơn, mình dễ dãi hơn, mình thì đó mới là cái để mình cho ông già mình thấy rằng cái đạo tôi theo nó có hiệu quả đối với tôi. Giống như mình học thêm nhé, ba mình nhỏ, ba mình thuê cô giáo cho mình đi học thêm, tháng này kiểm tra cũng o 2-3 điểm, học thêm cho đã, tháng sau kiểm tra 2-3 điểm, đổi cô giáo đâu linh đâu, đâu có tác dụng. À, chừng nào mình 5 điểm 3 điểm mà mình thành 5 thành 6 điểm thì lúc đó ông cha ông già đó ông cho thấy à cái cô giáo này nè dạy tốt. Cũng vậy, mình theo đạo một thời gian tính tình mình nó thay đổi tích cực thì tự dưng người ta sẽ có cái niềm tin về Phật pháp, chứ nếu không thua qua trong vòng.